Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh nhà mình ở Seoul. Hôm nay thì nhà mình đi ra ngoài vào đúng lúc có đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua đó các bạn. Cho nên là hiện nay thì cảnh sát đang yêu cầu tất cả các phương tiện dừng lại. Nhưng mà các bác tài thì có vẻ đang rất là ngao ngán vì phải chờ quá là lâu rồi. Mình cuối cùng thì mình cũng đã được xuất phát trở lại này. Các bạn có thể thấy là trên mọi ngóc ngách của đường phố là luôn luôn có hình ảnh của các cái chiến sĩ cảnh sát đứng gác. Ở đây là khu vực của quận Yongsan, là một nơi mà đặt cái trụ sở của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đó các bạn. Cái cơ quan rất là quan trọng. Chính vì thế mà ở đây mình thấy là khi đi qua khu này ấy, thì cứ 50 mét thì lại có một cảnh sát đứng gác. Và ở những cái chỗ đông người như là ngã tư đường hay là những cái điểm chờ xe buýt đấy các bạn thì sẽ có khoảng độ 2 đến 3 cảnh sát cùng đứng gác. Và bên cạnh đó còn có rất là nhiều những cái tốp cảnh sát đi tuần tra hàng loạt nữa. Phải nói là cái không khí an ninh đang rất là được siết chặt ở cái khu vực này. Các bạn có thể nhìn thấy cái mũi tên, đấy là mình đánh dấu các cái vị trí của các cảnh sát đứng đấy các bạn. Các bạn có thể thấy là cảnh sát đứng dày đặc luôn. Lúc đầu thì mình không biết là có cái sự kiện gì mà cảnh sát lại được huy động nhiều đến như thế. Đây các bạn có thể thấy là ở cái chỗ ngã tư đường này rất là nhiều cảnh sát đang đứng ở đây. Đó, rồi cả trạm xe buýt nữa. Lúc đầu thì mình không biết là có một sự kiện gì luôn, nhưng mà sau đọc báo thì mới nhớ ra là hôm nay là có sự kiện Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc. Và đây lại là cái khu vực có thể nói là trung tâm của thủ đô Seoul và cũng là trụ sở của Bộ Quốc phòng nữa. Cho nên là cảnh sát đứng dày đặc ở đây. Đây là bến xe buýt này. Trước đây ở khu vực Yongsan này thì ngoài Bộ Quốc phòng ra thì còn có một cái doanh trại quân đội rất là lớn của Mỹ đóng quân nữa. Nhưng mà hiện nay thì là do rất là nhiều những cái sự kiện đã xảy ra liên quan đến việc đóng quân của Mỹ tại thủ đô Seoul, cho nên là hiện tại thì doanh trại này đã rời đi gần hết về phía khu vực Pyeongtaek rồi. Và hiện nay thì người ta đang mở cửa một phần để mà biến cái khu này trở thành cái khu công viên cho người dân vào tham quan các bạn ạ. Chính vì thế mà ngày trước thì mình cũng ở cái khu này, mình thấy là rất là nhiều người Mỹ đó các bạn. Người Mỹ sống ở khu vực này rất là đông, nhưng bây giờ thì họ cũng đã chuyển đi khá là nhiều rồi. Các bạn có thể thấy là ở đây cảnh sát vẫn tiếp tục đứng rất là dày đặc này. Ở bên phía tay phải đó chính là cái khu vực doanh trại quân đội ở Mỹ cũ đấy. Cho nên là các bạn có thể nhìn thấy những cái hàng rào dây thép gai đang được bao quanh ở đây. Khu vực này thì luôn luôn được đảm bảo an ninh rất là chặt chẽ. Và mình thì rất là may mắn khi mà được sống ở cái khu vực này. Cho nên là hàng năm mỗi khi mà tổ chức cái lễ hội bắn pháo hoa, mình đứng từ đây mình cũng có thể nhìn thấy rất là rõ, không cần phải đi xa. Mỗi một lần mà tổ chức bắn pháo hoa ở đây các bạn ạ, thì mỗi một năm đó là ước tính có 1 triệu người đổ về cái khu vực này. Người gọi là đứng đông nghìn nghịt luôn và người ta phải chặn các cái ngã đường. Đây các bạn có thể vừa thấy là một cái tốp cảnh sát họ đang đi tuần đấy. Đó, đây thì mình đã đi lên cầu rồi. Và ở đây thì trên cầu các bạn mình cũng thấy rằng là có cảnh sát đang đứng gác. Và đằng kia thì có một cái xe cảnh sát, xe máy đang đứng ở đấy để túc trực. Các bạn ơi, hiện nay thì mình đang đi trên cầu rồi. Thì đây là cây cầu bắc từ cái bờ bắc sang bờ nam ở sông Hàn đấy các bạn. Đây là cây cầu có tên là cầu Han Kang. Hiện tại thì xe của mình đang đi với cái vận tốc là 70 đến 80 km/h. Các bạn có thể thấy là các cái ô tô đi bên cạnh còn đi nhanh hơn so với xe của mình đấy. Và hiện nay thì gió rất là to các bạn ạ. Gió thổi rất là to, các bạn có thể nghe thấy tiếng gió. Mình cầm camera ở trên tay mà chỉ sợ làm rớt thôi các bạn ạ. Gió rất là to. Và trên cái cầu này còn có cả đường dành cho cái tàu điện ngầm nữa các bạn. Tàu điện ngầm đang đi qua đấy. Thông thường thì là khi đi đến chợ thuốc bắc thì anh Trang Kiêu thường là lựa chọn cái phương tiện là xe gắn máy, bởi vì là nó sẽ cơ động hơn đấy các bạn. Trên cái đường đến chợ nó có một cái đoạn rất là tắc. Hôm nay thì anh Trang Kiêu đã vào cửa hàng sắc thuốc rồi các bạn ạ. Anh Trang Kiêu là một người rất là đam mê về đông y. Anh ấy đã học đông y từ rất là lâu rồi. Cho nên là ngoài
tức là anh ấy có khả năng là bốc thuốc này, rồi là châm cứu nữa, cho nên là thông thường khi mà nhà mình có người bị ốm ấy, chẳng hạn như là cảm cúm, viêm họng rồi là các cái bệnh khác ấy, thì là anh Trang Nghiêu là luôn trực tiếp là bốc thuốc cho gia đình. Và hiện nay thì là anh ấy cũng đang phát triển một cái sản phẩm mới với cái mong muốn là sẽ có thể đưa ra thị trường cho các bạn. Còn hôm nay thì là đang đi sắc thuốc cho mình này. Cái nơi mà mình đang ở đấy là một cái cửa hàng người ta sắc thuốc thuê đó các bạn. Anh Trang Ghiu đã bốc thuốc rồi và đang mang đến đây để nhờ bà chủ cửa hàng sắc hộ. Nay thì bà đang đóng những cái thuốc đã được sắc xong vào các cái túi, các cái gói để đưa cho, để mang, để chuyển đến tay người dùng đấy. Thì thông thường là anh Trang Ghiu đặt thuốc, mua thuốc, mua xỉ đó các bạn, xong rồi về dùng dần. Nhưng mà đôi khi là cũng có một cái số những cái vị thuốc mà nó còn thiếu á, thì là anh ấy sẽ đến mua thêm, sau đó thì cho vào cái túi thuốc để sắc cùng. Hiện nay thì anh ấy đang đong một số những cái vị thuốc bị thiếu đó. Một số những cái cơ sở vật chất, những cái bình đun thuốc của cửa hàng, mình thấy là ở Hàn Quốc ấy, những cái cửa hàng nhỏ như thế này nhưng mà họ cũng trang bị rất là hiện đại các bạn ạ. Trong lúc mà anh Trang Ghiu bốc thuốc thì mình sẽ đi ngắm một vòng chợ thuốc bắc để quay cho bạn xem là chợ thuốc bắc Hàn Quốc thì nó giống hay là khác với chợ thuốc bắc của Việt Nam nhé. Đây là cái cổng làng đó các bạn. Đến chợ thuốc bắc Jeki-dong thì chắc chắn là điều đập vào mắt đầu tiên đấy chính là cái cổng làng rất là đồ sộ này các bạn ạ. Như là ở đây trên bia mình có thể thấy là người ta nói là cái cổng làng này đã được thành lập vào tháng 6, đã được xây vào tháng 6 năm 1995 đó các bạn. Trên đường thì người ta bày bán rất là nhiều các cái loại thuốc bắc như thế này này. Các cái sản phẩm thuốc bắc, các sản phẩm đông y tiêu biểu của Hàn Quốc có thể được dễ dàng tìm thấy ở đây. Ngày trước thì mình đưa bạn bè cũng như là các cái khách du lịch đến đây để mua sắm khá là nhiều. Ngoài các cái sản phẩm đông y thuốc bắc ra thì ở đây mình còn thấy là người ta bán cái loại bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc nữa. Đây chính là những cái bánh được làm từ gạo này. Mình còn thấy là có cả bánh để mà nấu bánh gạo xào cay tteokbokki đó. Và còn đây thì là các cái loại bánh kẹo truyền thống của Hàn Quốc. Đây giống như là bánh quế của Việt Nam các bạn, hương vị khá là giống. Còn cái chỗ kẹo này cũng thế, nó giống như là kẹo dồi của Việt Nam vậy. Giá cũng rẻ lắm, một gói 2.000 won mà ba gói là 5.000 won. Mình đi về, mình đi đến vào cuối ngày cho nên là các cái cửa hàng họ cũng đóng nhiều rồi các bạn ạ. Không còn, chỉ có một số cửa hàng là còn bán thôi. Thôi mình sẽ quay trở về chỗ anh Trang Ghiu vậy. Đây là cái cổng làng nhìn từ phía trước các bạn ạ. Vừa nãy thì là mình đứng từ phía trong nhìn ra, còn bây giờ thì là mình đứng từ mặt trước chính diện đó của cái cổng nhìn vào. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đã đến chợ gọi là gì nhỉ? Chợ nông sản của Hàn Quốc rồi. Chợ chuyên bán các sản phẩm về chăn nuôi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm mua một chút cái gọi là tim heo nha các bạn. Tim heo ở Hàn Quốc bán cực kỳ rẻ luôn. Anh Trang Ghiu thì đã đi trước rồi. Để xem nào. 두개 있다는데? 두 개요? 어. 그럼 두개 사요. 두개 주세요. Bác đang gói cho mình hai quả tim heo đó các bạn.
steam heo ở Hàn Quốc ấy thì là người ta chủ yếu là ăn kèm với cả các cái món lòng lợn ấy. Chứ người ta không ăn xào như là nấu cái món như là cháo tim hay là gì, bún tim như thứ như Việt Nam, cho nên là cái nguyên liệu này khá là rẻ các bạn ạ. Wow, đã tìm được rồi các bạn ạ. Một quả tim heo này có 1.000 won, tức là khoảng 20.000 đồng thôi. Ô tô로도 그게 맛있어요. 근데 그 목구멍은 조금 그래요. 4 quả tim heo hết có 4.000 won các bạn ạ. Tức là tầm khoảng độ chỉ có bao nhiêu nhỉ? 80.000 đồng. Khá là rẻ luôn. Anh Trang Như đang hỏi đường xem là có thể rẽ được hay không. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở về nhà. Cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên sông Hàn với mình một chút nhé. Khi mà mình quay trở về nhà thì trời đã bắt đầu tắt nắng rồi các bạn ạ. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Và đây chính là cảnh hoàng hôn trên sông Hàn đây. Gió vẫn rất là to các bạn ạ. Và thỉnh thoảng lại có một số cặp đôi đang đứng ở trên cầu để ngắm hoàng hôn nữa. Chả lãng mạn phết đấy. Các bạn ơi, trưa nay thì mình sẽ nấu cháo bào ngư cho gia đình. Đây là người con bào ngư mà mình vừa mới mua được. Trước tiên là mình sẽ phải rửa sạch những cái con bào ngư này. Và cái cách rửa sạch thì rất là đơn giản các bạn ạ. Trước tiên là mình sẽ sử dụng cái thìa này để mà tách cái vỏ của cái con bào ngư này ra. Nếu như mà không sử dụng cái thìa này thì sẽ hơi khó đấy các bạn. Chúng ta tách làm sao cho cái ruột không bị vỡ ra nhá. Nhưng mà mình cũng không đảm bảo đâu. Vì có lần mình làm nó cũng bị vỡ rồi. Đây, mình đã lôi được nó ra rồi đây các bạn. Mình sẽ không cho cả cái mai này vào như thế thì bởi vì là bên trong này nó rất là bẩn đấy các bạn. Người ta hay cho cả cái mai vào nấu cho đẹp, nhưng mà cái mai này nó ở dưới biển lâu ấy, nó không sạch một tí nào đấy các bạn. Mình chỉ cần lấy thìa để gạy một chút ở cái chỗ cái phần cái chân nó dính thôi. Còn sau đó thì mình sẽ dùng móng tay để mà kéo nó ra ấy. Như thế thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ không bị vỡ. Nếu như mà mình dùng thìa không khéo là có thể nó vẫn bị vỡ đấy. Như là mình hôm qua mình đi chợ là mình mua 10 con này các bạn ạ. 10 con này cũng thuộc dạng là vừa đó, không phải là nhỏ đâu. Mà người ta bán 10 con là 10.000 won, tính ra là 200.000 đồng nữa các bạn. 200.000 đồng 10 con, 20.000 một con này. Rất là bổ. Bây giờ thì là mình sẽ rửa sạch đi. Mình sẽ rửa sạch đi, rửa cả những cái phần đen đen này nữa các bạn. Để cho cái con bào ngư này nó trắng phau. Rửa cẩn thận kiểu như là cái phần bụng của nó lại bị vỡ ra nữa thì rất là đáng tiếc. Nãy vỡ ra nó đã không bị vỡ rồi. Đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu các bạn. Chúng ta còn một cái công đoạn nữa. Các bạn
các bạn có nhìn thấy cái phần này không? Cái phần ở cái đuôi của nó này, chúng ta phải cắt cái phần này đi. Phần này không ăn được nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng dao để khứa nhẹ một cái ở đây. Và chúng ta sẽ thấy là ở đây có hai cái sợi, giống hai cái sợi chỉ này. Ta sẽ lôi nó lên. Đó. Chúng ta cắt cái phần này đi. Cắt bỏ cái phần này đi. Dưới cái bụng của con ấy. Khía nhẹ một cái là chúng ta sẽ lôi được nó ra. Mà tiện thì là mình sẽ để luôn vào trong này mình thái này. Mình sẽ rất là tiện. Mình cho vào trong này mình thái luôn. Tiên là mình sẽ cắt nguyên cái phần ruột của nó ra. Mình sẽ cắt làm đôi hoặc là làm ba gì đấy. Mình sẽ cắt làm đôi đi. Cắt mỏng quá thì nó sẽ nhai, nó sẽ không còn cái vị sần sật nữa. Nên là sẽ cắt làm đôi. À, sẽ cắt làm ba. Cuối cùng thái con này ra, sau đó thì sẽ mang đi xào. Hoàn toàn con này không, cuối cùng này hoàn toàn không bị vỡ. Rồi và bây giờ thì mình sẽ cho vào đây và mang đi xào nhé các bạn. Bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ bật bếp lên để xào cái con bào ngư. Trước tiên là mình sẽ cho vào đây là một chút cái dầu vừng đó. Cùng với cả một chút dầu ăn nữa. Rồi sau khi mà chảo đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho bào ngư vào xào. Đã nghe mùi rất là thơm rồi các bạn ạ. Rồi sau khi mà cái bào ngư đã được xào lên thơm rồi thì mình sẽ đổ gạo vào để xào cùng nha các bạn. Mình sẽ xào một chút cho cái gạo này nó có cái màu, nó ngấm được cái màu vàng của ruột con bào ngư. Sau đó thì là mình sẽ cho nước vào nấu cháo như bình thường. Công đoạn này nó giúp cho cái hạt gạo của mình có mùi thơm của dầu vừng cũng như là bào ngư đó các bạn. Cho một chút cái nước tương xì dầu vào. Để cho cái vị nó đậm. Và giờ thì mình sẽ cho nước vào và nấu giống như là nấu cháo thông thường nha các bạn. Các bạn ơi, cháo đang sôi lúc búc rồi này. Mình sẽ nấu cho đến khi mà nó cạn nước nhé. Thỉnh thoảng là phải đảo, nếu không thì nó sẽ bị bén ở đáy nồi. Bạn ơi, vậy là cháo bào ngư đã xong rồi này. Bây giờ mình đã múc ra bát và bây giờ thì sẽ rắc một chút vừng lên nữa. Đây, mình sẽ rắc một chút hạt vừng lên như thế này để khi trộn lên ăn rất là ngon nhé. Đó, cùng với cả một chút cái lá, cùng với cả một chút lá kim nữa các bạn. Lá kim rắc vào đây nữa. Quên mất, mình sẽ rắc thêm cả một chút cái hạt tiêu này vào nữa các bạn ạ. Rắc thêm hạt tiêu vào nữa nó sẽ ngon hơn.